Phương Nam Sài Gòn hân hoan chào đón quý khách. Tự hào là nhà cung cấp phân phối xỉ và lẻ linh kiện, thiết bị điện tử, âm thanh giải trí đa phương tiện, uy tín thương hiệu tạo nên niềm tin. Chuyên cung cấp vỏ, thùng loa, loa bass, sub, loa chép, bó mạch loa kéo, bình ắc quy, micro các loại, cục đẩy công suất cực lớn Mian, vang cờ, vang số, microphone chuyên nghiệp vân vân. Nhận thiết kế, lắp ráp loa theo mọi yêu cầu, giá cả phải chăng tùy theo phụ kiện. Giao hàng phân phối, bỏ mối anh em trong ngành đại lý điện máy, gia đình và cho thuê vân vân, giá liền vô cùng ưu đãi, vang cờ vang số, nâng tiếng lọc tiếng micro vân vân giá siêu rẻ. Cùng rất nhiều các mặt hàng khác như cục đẩy công suất lớn, hàng Việt Nam chất lượng cao, micro, vang, nâng tiếng, lọc xì chống hú hàng nhập, cam kết giá gốc tại xưởng tốt nhất thị trường. Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến đóng góp từ khách hàng, bảo hành sản phẩm lên đến 12 tháng, ship hàng vận chuyển mọi miền trên toàn quốc. Phương Nam Sài Gòn, địa chỉ 912 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo 0969 623 625, 0862 623 625 để được tư vấn và đặt hàng. Tham khảo sản phẩm tại kênh YouTube Loa Phương Nam Sài Gòn. Quý khách hãy đăng ký kênh và cho một like để ủng hộ. Đừng quên bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật nhiều video review sản phẩm mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người. Thì có rất nhiều anh chị hỏi bên Phương Nam Sài Gòn có bán vỏ thùng không? Thì bên Phương Nam Sài Gòn có bán nha mọi người. Anh chị cứ liên hệ với bên Phương Nam Sài Gòn để đặt mua vỏ thùng nha mọi người. Rồi ở đây là vỏ thùng 5 tấc đôi này, có nắp khóa này. Ở bên này là vỏ thùng 3 bát này, hồng chép hòa tiền phía sau có bát chờ lời phía sau hòa tiền mọi người. Một súp 50 2 bát 40 này và hồng chép hòa tiền này và có nắp khóa đầy đủ cho anh chị này. Đó, ở đây là những chiếc vỏ chuẩn bị bên Phương Nam Sài Gòn lắp ráp để mà trả đơn cho tất cả quý anh chị và các bạn trên mọi miền tổ quốc đã đặt cho bên Phương Nam Sài Gòn. Thì ở đây là họp đường dàn máy này và có nắp khóa đầy đủ cho anh chị nhé mọi người. Còn phía sau này sẽ là vỏ thùng 3 bát, một súp 50 này và 2 bát 40 và 2 chép không có hòa tiền. Và bây giờ em sẽ giới thiệu kích thước này, bề ngang sẽ là 1 mét này và bề sâu 50. Chiều cao của chiếc loa này thì nó tầm là 80, là 4 tấc đôi này. Còn bên này sẽ là 5 tấc đôi này. 5 tấc đôi sẽ là bề ngang của nó sẽ tầm 1m05 này. Bề ngang sẽ là 1m05 và chiều sâu thì cũng là 50 nha mọi người. Chiều sâu cũng là 50. Chiều cao của mẫu loa này sẽ là 90 luôn máy xe này và sẽ có nắp khóa thiết bị dàn máy 3 thớt này. Rồi bên này đó, dàn máy thiết bị này, anh chị có thể bỏ dàn máy vào và khóa lại đỡ vì người này người kia phá dàn máy của anh chị. Bên này là vỏ thùng 3 bát, tức là một súp và hai loa bát, và phía trên sẽ là hai loa chép và phía sau sẽ có một học để đựng bát 30, bát chờ lời ở phía sau phía chép này, tức là giống như là bát chép hòa tiền mọi người, ở bát phía sau và chép phía trước. Đó, bề ngang của chiếc loa này sẽ là 1m35, bề sâu nó sẽ là 50 nha mọi người. Bề sâu sẽ là 50. Chiều cao của chiếc loa này nó sẽ là luôn bánh xe, nó sẽ là 1m nha mọi người. Ở dưới trang bị cho anh chị là 4 bánh xe. Rồi, và ở đây là những chiếc loa của những anh chị đã đặt cho bên Phương Nam Sài Gòn. Thì bên Phương Nam Sài Gòn bây giờ tiền thể thì cũng quay và giới thiệu qua những mẫu vỏ loa của bên Phương Nam Sài Gòn để anh chị có nhu cầu đặt mua luôn nha mọi người. Rồi, mẫu loa này sẽ là mẫu loa một súp 50 và hai bát, và ở trên sẽ là hai hồng chép đài nha mọi người. Và lưới thì ở đây, ở bên Phương Nam đang gác ở trên này. Đó, có mặt lưới đầy đủ cho anh chị nha mọi người. Anh chị mua thì bên Phương Nam Sài Gòn